Và bữa nay chúng ta sẽ học tiếp theo đoạn 3 của bài kinh Sambuddhe, là bài kinh lễ bái chư Phật. Ở đây nó chỉ khác cái phần đầu là những cái con số, còn những cái phần sau thì nó cũng tương tự như là đoạn 1 và đoạn 2. Ở đây chúng ta sẽ đọc sơ qua rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa. Chúng ta sẽ đọc Sambuddhe na buddhara sa te attha chak ta li sa sa has sa ke vi sa ti sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a han te san dham man cha san han cha a da re na na ma mi We sati sata sahasa.
Ni na ma mi si ra sa. 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 Aham te san dham. Thank you.
Yeah.
Sambuddhe Sahasakevi Sate Sahasakevi.